Kia. Movement that inspires. Chào các bạn. Bạn có tò mò tại sao 68% người yêu SUV lại chọn Kia EV9 2024 không? Cùng khám phá nhé! Kia EV9 2024 tự hào với thiết kế vuông vức mạnh mẽ, đi kèm 5 phiên bản khác nhau. Trong đó, phiên bản G-Line nổi bật với đèn pha LED nâng cấp, mâm xe 21 inch bóng bẩy và các chi tiết màu đen bóng. Bạn có thể lựa chọn giữa hai loại pin. Loại dung lượng lớn hơn mang đến tầm hoạt động 324 giảm ấn tượng. Với động cơ kép sản sinh 3.79 mã lực và mô men xoắn 56 lb-ft, chiếc SUV này có thể kéo trọng tải lên đến 5.000 pound. Bên trong, bạn sẽ đắm chìm trong không gian sang trọng pha chút hoài cổ với ghế sưởi và thông gió trên cả ba hàng ghế. Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm sạc không dây, gương chiếu hậu kỹ thuật số, camera toàn cảnh và thậm chí cả màn hình hiển thị trên kính lái. Với mức giá khởi điểm chỉ hơn 56.000 USD, phiên bản GT-Line nền cơ giá có giá 75.000 USD, được trang bị sạc nhanh hơn và kiến trúc 800V. Bạn đã sẵn sàng chinh phục tương lai? Kia EV9 2024 đang chờ bạn. Kia, movement that inspires.